con và các hồn lân cận đều chiếu. Chúng con hứa hoạt động cho hội tiến triển mạnh mẽ về mặt tinh thần, hầu có phần vinh quang cho giáo hội Công giáo. Nhiều người là người mẹ Công giáo và phải có những đức tính cao quý của Đức Bà Maria và mẹ của các bà mẹ. Chúng con hứa luôn suy sâu dưới mệnh lệnh của Đấng Bản quyền và ban linh hướng lãnh đạo chúng con để hành động chúng theo tinh thần của hội. Trong ơn Thánh Mụ Trì, chúng con giúp điều khiển cho vì gia đình mình tốn bình an. Chúng con là nơi danh Chúa, là nơi cao thầy và trường đất. Chúa cùng anh chị em. Chúng ta hãy nghe lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban phép cho chúng con mang những phù hiệu này để khi nhìn thấy chúng con nhớ đến những cố gắng mà chúng con phải làm để được xứng đáng mang lấy. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa những phù hiệu này. Xin Chúa cũng chúc lành cho hai chị và ban cho hai chị mỗi khi cung kính mang phù hiệu này mà cùng nhớ tới Chúa vì được Chúa ban ơn thánh ở đời này và